Hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Benben Gaming. Ok, và trong video ngày hôm nay thì Benben Gaming muốn giới thiệu đến với anh em một tựa game vừa được giới thiệu cách đây ít ngày, thấy không? Thì tựa game này cũng chưa có ra mắt, nhưng mà mình đã nhận được thông tin rằng tựa game này cũng sẽ chuẩn bị ra mắt, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với anh em tựa game này. Thì tựa game này có tên là Plan Exodus. Thì á, cái tựa game này mình dịch cái tiêu đề này ra thì plan là cây này, cái cối này, exodus là cái cuộc di cư này, thấy không? Plan cây trồng, mà ở trong cái hình nền, cái background của website exodus này, planexodus.com này, thì là những cái cây nấm, thấy không? Thì nó làm mình liên tưởng đến cái tựa game Plan and Zombie, Plan vs Zombie đó, mà anh em mình đã từng chơi trước đây. Tựa game này thì đây là cái trang Facebook này, trang Facebook của Plan Exodus này. Đó, từ ngày cái Facebook này, cái fanpage này của Plan Exodus thì mới được thành lập từ ngày 23 tháng 10. Đó. Theo như thông báo của Plan Exodus thì đây là tựa game RPG, tức là tựa game nhập vai, với cái đồ họa là đồ họa 3D, đúng không? Đồ họa 3D. Và chúng ta thử xem á, là cái trailer của game này là như thế nào. Đó, mình sẽ mở trailer lên cho anh em xem nhé. Ok, khả năng đây là cái chế độ PvP này. Khả năng đây là chế độ PvP, setup đội hình. Có thể là nó là ít đồ RPG anh em ạ. Đây là tựa game với cái lối chơi là đánh theo lượt. Khả năng là cũng tương tự như là Defy Warrior hoặc là Step Hero anh em. Đó, chúng ta thấy là đây là những cây nấm này. Những cây nấm. Đó. Đồ họa thì cũng ở mức trung bình. Mình đánh giá đồ họa này ở mức trung bình, cũng không chưa thực sự gọi là xuất sắc. Không, chưa thật sự là làm mãn nhãn cho anh em, thì đây mới chỉ là cái bản trailer thôi. Đó, đây là con, khả năng đây là con boss đây. Đó, đây là con boss. Đó, một con nhện rất là to. Ok, coming soon nhá. Đó, thì cái video này của Plan Exodus thì được xuất bản vào ngày 22 tháng 10, thì cũng được hơn một tháng thôi. Chúng ta thử quay lại Medium nhé. Medium thì cũng mới có những cái bài viết rất là, nói chung là cũng giới thiệu cơ bản thôi. Đó, Plan Exodus là một trò chơi dựa trên NFT blockchain này, lấy cảm hứng từ game nhập vai đánh theo lượt cổ điển này, với phong cách thiết kế 3D. Ok. Đó, các hoạt động chính của nền kinh tế Plan Exodus này: chiến đấu, nhân giống, tiến hóa, nâng cấp. Đó, đất đai này, marketplace này. Đúng không? Plan Exodus được phát triển để tạo ra một hệ thống kinh tế đôi bên cùng có lợi. Đó, dành cho player này, rồi marketer này, đó, rồi developer, nói chung là team phát triển, team xuất bản nào. Rồi, và những cái người mà sở hữu cái mã thông báo của Plan Exodus, thì cái mã thông báo của Plan Exodus thì được công bố, đó là cái mã có tên gọi là Peso. Đây, Peso đây. Peso. Đúng không? Hiện tại về cái white paper của con game này thì chúng ta chưa thể truy cập vào được. Có thể là chúng ta sẽ cần đợi team phát triển, họ sẽ ra mắt những cái tính năng, những cái thông báo, những thông tin chính thức về game. Đúng không? Về white paper này. Đó, thì mình bấm vào thì cũng là coming soon. Tất cả những cái mục đề mục ở trên web đều là coming soon hết. Đó, đúng không ạ? Ok nha. Play now này. Cũng chưa được nhá. Đó, mình thử F5 lại này. Chưa được. Ok, thì mình thử xem trên web của Plan Exodus có gì nhá. Đó, thì đây cũng là cái trailer của game thôi. Đây cũng là cái trailer của game. Đó, nó là những khu rừng. Nó là hình ảnh về những khu rừng, những cái thẻ bài này, về những cái cây nấm, những con tướng. Những con tướng của chúng ta có thể là những cái cây nấm này. Đó, thì cái sức mạnh hay là cái trang bị của nó như nào thì mình cũng chưa có thông tin, thì anh em chúng ta sẽ chờ.
không, chờ cái thông tin chính thức đó, những cái nấm này rồi Plant Exodus. Ok, đó thì đây cũng là chỉ là giới thiệu sơ nét thôi về cái cách về cái cơ cấu vận hành trò chơi, không cũng chưa thấy gì hết. Rồi roadmap cũng chưa có, đây có roadmap đây, nhấp vào thì nó mới hiện lên quý 2 quý 3 này. Đó, game design này, game design đó, design về nghệ thuật, về cốt truyện, về nền kinh tế trong game. Đó, rồi quý 4 này public sale, public sale là bán công khai đó, mà bán công khai không, NFT marketplace. Rồi bán cái tướng, nhưng bán con tướng, bán tướng game alpha test. Thì hôm nay hiện tại đã là cuối tháng 11 rồi và chuẩn bị qua tháng 12, thì khả năng là trong tháng 12 thì con game này nó sẽ được ra mắt những thông tin chính thức, đúng không ạ? Tại vì đây là nó thuộc về cái roadmap trong quý 4 năm 2021 này. Ok, và vào tháng quý 1 của 2022 thì có thể là ra mắt game chính thức này. Cuộc rồi Exodus, chuyến hành trình map, tức là bản đồ hành trình của Exodus này, nhân giống này, rồi staking này, nâng cấp kỹ năng này đó, rồi chương trình giới thiệu này đó. Trước mắt nó là như vậy anh em ạ, trước mắt nó là như vậy. Và cái partner của Plan Exodus đó là Starbucks, thấy không? Thì Starbucks á là một cái nền tảng Launchpad, là một cái nền tảng Launchpad, là cái bệ phóng dành cho những cái game NFT, thấy không? Mới để khởi chạy những cái game NFT mới ra mắt đó, và cái nền tảng này thì cực kỳ uy tín anh em nhé, rất là uy tín. Và hiện tại cũng có một cái bài viết nói về cái sự hợp tác này. Đó, Starbucks rất vui khi thông báo đối tác mới nhất của Starbucks là đang được cộng đồng đặc biệt quan tâm là Plan Exodus này. Thông qua sự hợp tác này, Starbucks sẽ hỗ trợ Plan Exodus về mọi mặt, bao gồm cả phát triển sản phẩm cộng đồng. Đồng thời, các thành viên của nền tảng Starbucks cũng sẽ có cơ hội tiếp cận các thông tin của tựa game hấp dẫn này một cách sớm nhất và đầy đủ nhất. Đó. Đó. Và có một cái thông tin đó là Plan Exodus khi mà kết hợp với Starbucks thì đã thành công gọi vốn trên Starpath là 1,8 triệu đô. Đó, đây là cái bài về Aerob này. Aerob. Bài này thì cũng khá là từ ngày 12 tháng 11. Đó, hiện tại là cũng đã kết thúc cái chương trình Aerob này rồi. Đó, đây nè, đây là cái bài viết về hợp tác của giữa Plan Exodus và Starpunk này. Đó. Đó, chúng ta thử bấm vào xem. Ok. Số lượng thành viên tham gia cộng đồng của Plan Exodus là tăng lên hơn là 70.000 member này. Đó. Rồi, ok. Thì về cái Twitter của Plan Exodus thì chúng những cái bài gần đây nhất là ngày từ ngày 12 tháng 11 này. Đó. Top 200 best referral 6.000 đô, top 10 best referral là 85 đô. Rồi, và cái chương trình này thì mình cũng chưa thấy công bố ở trên trang chính thức của Plan Exodus. À, đây là cái chương trình Aerob anh em ạ, chương trình Aerob. Đây là khả năng là những cái tự nhiên những cái bộ là gọi là chủng tộc á, chủng tộc nấm á, không ạ, chủng tộc nấm này khả năng là 1 2 3 4 5 6 7 8 9, sẽ có 9 chủng tộc nấm ở trong cái game này. Đây là sự hợp tác của Starbucks đã xác nhận rằng chúng họ đã gọi vốn thành công 1,8 triệu đô này, đúng không, cho cái dự án đầu tiên của họ trên Starpath đó. Thì cái giai đoạn một của game này thì là battle này, nhân giống này, tiến hóa và nâng cấp này, đất đai này và marketplace này, đúng không? Đó, nhân giống này, breed. Thì khả năng đây là sự kết hợp mà giữa hai con nấm này, hai hai con nấm này thành một con nấm mạnh hơn.
Đó, tương tự như là Step Hero hoặc là Hero FI. Đó, chúng ta cần kết hợp mà hai con tướng để ra một con tướng mới. Đúng không? Exodus Journey này. Play to Earn Gaming Mode này, Exodus Journey này. Đó, cái này là của Philu này, kiểu như Adventure á. Đúng không? Đấu trường bộ tộc này. Đó, và hành trình triệu đô này. Ồ, cái này nghe hấp dẫn nhưng mà mình sẽ phải đợi thông tin chính thức nhiều hơn. Hiện tại là cái trang này mới có 21 bài thôi và cái lượng người theo dõi là 51.000. Lượng người theo dõi này thì khả năng là cũng, để mình xem nào, để mình check xem nào. Telegram của Planetsurus thì hiện tại là có gần 80.000 member. Không, đây là kênh chat, đây là kênh official là hơn 80.000 rồi. Hơn 80.000. Đó, hơn 80.000. Và cái mắt đọc ở đây thì anh em thấy là cũng gần 2.000 này. Đúng không? Và những comment ở đây thì bàn tán cũng khá là sôi nổi. Nhưng mà hiện tại những cái thông tin còn còn đang trong vòng gọi là bí mật. Đúng không? Để chúng ta hãy chờ đợi xem là cái game này nó sẽ ra mắt như thế nào và những thông tin chính thức của nó là như thế nào. Ok, về để mình xem team phát triển thì team phát triển đây là team phát triển của Planet Exodus này. Đó, 1 2 3 13 người. Đúng không? Cũng có 13 người. Đó, đây là những thành viên đến từ Việt Nam. Đó, đến từ thành viên đến từ Việt Nam. Nguyễn Minh Hoàng Anh, Tào Tuấn Linh, Vũ Trình Tiến. Ok, những thông tin về team member này thì anh em có thể tham khảo thêm. Chúng ta sẽ cần phải chờ đợi một thời gian ngắn nữa thôi thì họ sẽ có những cái thông tin chính thức và BM Gaming sẽ review chi tiết hơn những cái thông tin đó đến với anh em để chúng ta sẽ xem rằng cái tựa game này có xứng đáng là cái tựa game để chúng ta đầu tư hay là không nha. Ok, vậy anh em hãy follow chặt BM Gaming để theo dõi toàn bộ thông tin và cập nhật những tin tức mới nhất, hot nhất về các tựa game NFT mà các bạn đang follow nha. Nếu như anh em thấy video này hay, không quên bấm like, subscribe kênh YouTube của BM Gaming để cập nhật những tin tức hot nhất và mới nhất về game NFT Play to Earn đến với anh em. Ok, video này đến đây là kết thúc. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.